Phong ơi, anh hãy thử chơi lại Baby in Zello đi anh. Có phần mới hay lắm đó. Anh chơi lại em kêu cả dòng họ vô đăng ký kênh luôn. Uầy, thiệt không em? Thiệt nha, hứa nha. Được rồi, let's go. Rồi, ok, như mấy bạn cũng đã biết á, thì trong những cái tập trước á, thì tôi với Sammy đã chơi xong tất cả những chương của Baby in Zero rồi. Từ gọi là cừu nè, thỏ nè, mèo nè, bọn tôi đã chơi xong hết rồi. Cho nên ngày hôm nay tôi thấy ở đây nó có một cái chương nữa tên là chương Noel. Uầy, có vẻ là chương mới đó nha. Cái này có phải là mấy bạn nói là cái này đúng không? Ok, chúng ta sẽ cùng nhau chơi thử nào. Let's go. À, rồi, ok, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Baby kia. Ngầu nha, ngầu nha. Ôi. Ôi, ôi. Thôi rồi. Con mắt đúng không? Ây da, công nhận là cái phần này là hơi bị ngầu luôn nha mọi người. Rồi, ok, sau khi mà chúng ta xem xong cái đoạn vừa rồi thì bây giờ nó vứt mình ra ngoài cái chỗ này là chỗ nào đây ta? À, hình như chỗ này là cái chỗ mà trong phần trước, trong tập trước là tôi với bà là phá đảo game này là ở chỗ này đúng không? Mình bắn em bé đây nè. Bây giờ làm gì đây? Bây giờ mình phải làm cái gì ở đây nữa ta? Đây. Ở chỗ này là nó có cánh tay hả? Cánh tay để làm cái gì? À, hình như là làm người tuyết. À, đây nè, yêu cầu phần thân nè, hình như cái này là nó yêu cầu mình là hãy đắp người tuyết. À, ok rồi, đắp người tuyết đúng không? Mà đắp bằng cách nào ta? Ít ra nó phải cho mình cái sẻng hay gì đó để mình đắp người tuyết chứ ta, đúng không? Lấy tay múc được không? Ở chỗ này có cái gì đây? Hoàn thành việc xây người tuyết trước. À, là mình phải làm người tuyết trước đúng không? Đúng rồi, mình lấy tuyết đi. Mình lấy tuyết đúng không? Lấy đúng không? Ơi, được nè. Được nè. Làm quả cầu tuyết. Ok, làm quả cầu tuyết nè. Sau đó lăn xuống đất. À, mình sẽ lăn cho nó to lên. Wow. À rồi, hiểu rồi. Mình làm cái cục tuyết đó xong mình để xuống đất xong mình lăn thế này nè. Đá vậy hả? Ừ, mình đá vậy nè là nó sẽ bắt đầu rồi là nó to lên sao hiểu không? Đấy, lấy nè. Rồi, đủ chưa? Đủ chưa ta? Đủ rồi, sau đó mình sẽ đẩy nó lại đây, nhặt phần thân lên nè. Sau đó là đắp lên trên đây. Rồi, ok. Cái này là cái chân nè, cái này là cái thân nè. Bây giờ là yêu cầu cái đầu nữa đúng không? Đầu. Làm cái đầu của người tuyết. Đây, mình lấy thêm một quả cầu tuyết nữa. Mình để xuống dưới đất, sau đó mình lăn tiếp. Lăn, lăn, đấy, mình làm thành cái đầu của người tuyết. Ê, dễ à. Dễ mà. Đó, đủ rồi đó, đủ lớn rồi đó, đủ lớn rồi đó. Rồi, ok, nhặt cái đầu người tuyết nè. Để okay. Lên trên này. Wow. Đấy, rồi, ok. Ở chỗ này nó có cái mũi sẵn cho mình luôn rồi nè. Bây giờ là mình chỉ cần gắn cho nó cái tay vô đúng không? Đúng rồi. Gắn vô. Lấy thêm cái này. Gắn vô. Ủa, gì cây vậy? Ủa? Gì không được hả? Sao cái tay này là tay người tuyết, còn tay này là tay bồ cào? Nhìn nó hơi kinh dị sao nhờ? Thôi, thôi, mình lấy cái này đi. Kỳ lắm, đúng rồi. Nhìn nó hơi kinh dị. Thôi, mình lấy cái này cho nó dễ thương. Đúng rồi, đó, dễ thương. Đó, là cái này cho dễ thương. Sau đó là gắn cho nó cáo choàng lên nè. À, rồi. Có thêm mấy cái que này. Mấy cái que để làm cái gì? Que hả? Mấy cái que này hình như là để gắn lên trên đây. Ừ, mình gắn lên đồng mình tóc. Làm một cái sừng đi đó. Nhìn ngầu chưa? Rồi còn mắt làm sao? Mắt làm sao? Đội cho nó thêm cái mũ nè. Ôi đẹp quá vậy. À, con mắt thì hình như là lấy mấy cục này gắn vô. Ừ. À. Đấy, rồi. Xong chưa? Được chưa? Ok, được rồi nè. Rồi, đẹp quá. Bây giờ thì mình sẽ... Ui! 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 Trời ơi, con baby nó chỗ trong kia hồi chiều sao mình biết ta? Bây giờ mình làm gì? Hình như là bây giờ mình phải chơi ném tuyết nè. Trời ơi, ném! Ui! Đây! Ui! Xuống! Ở đâu? Ây da! Mày! Ui! Trời ơi, con mày! Rồi, ném trúng rồi! Trúng rồi! Cái gì vậy trời? Tự nhiên đang xây người tuyết, bây giờ bắt đánh nhau là sao vậy trời? Ôi. Nó đâu rồi? Ở đây! Mày trúng mặt đó. Rồi, trúng rồi. Mày trúng mặt đó. Rồi, trúng rồi, còn hai cái nữa thôi. Nó đâu? Ấy da. Ấy da, nó ném mình. Ui, à mình nãy nó ném vậy là mình lạnh đó. Ấy da, nó ném mình là mình thua nè. Đừng. Rồi. À. Bị lạnh quá. Thua. Nhưng để giữ ấm. Ấy da, vậy là mình phải nhanh hơn. Mày một cái nè. Mày. Ui, hụt đi. Ui, hụt nữa. Ui, hụt hoài vậy. Hai cái nè. Ok. Sau lưng nè. Nè, ba cái nè, sau lưng nữa nè. Hình như là nó chỉ xuất hiện sau lưng mình thôi á. Đúng rồi. Mày nè, rồi cái cuối cùng. Nó đâu? Mày. Trời. Ok. Ôi trời ơi là trời. Có nó nằm kìa. Rồi xong, mình chọi nó xong.
Mình chọi nó xong bây giờ nó úp mặt xuống tuyết nó xỉu luôn rồi. Ok. Trời ơi, nhìn hơi ghét chưa. Bây giờ là theo như tôi nghĩ là mình sẽ đem nó lại đây để mình gắn lên trên đây lại hả? Không, gắn. Ủa? Gắn cái đầu tuyết chứ gắn em bé gì vậy? Đây nhiệm vụ là gắn đầu tuyết chứ, trời ơi gắn. Vậy thôi mình để em bé ở đây đi. Rồi nằm đó đi. Nó thấy ghê quá. Mình sẽ lấy cái đầu người tuyết mình gắn nó lại. Đúng rồi. Đây. Rồi ok. Rồi nhiệm vụ mình là chụp ảnh. À xong rồi, bây giờ nó đang ngồi ở dưới người tuyết đang cười kìa. Rồi đây đang chụp cho tắm nha. Tích. Đấy, xong liền, đẹp liền. Lấy cái ảnh ra coi. Ảnh trong phòng tối. Ê sao thấy cái ảnh hơi sai sai sao mày? Chưa rửa ảnh hơi ghê thôi. À, nhiệm vụ tiếp theo là hãy rửa tấm ảnh ở trong phòng tối hả? À là do trong cái phòng rửa ảnh đúng không? Sợ. Phòng rửa ảnh. Chết rồi, giờ bị khóa mất tiêu rồi sao vô rửa được? Phòng rửa ảnh là phòng bên này đúng không? Bị khóa rồi nè. Bị khóa luôn rồi nè. Đây phòng. Đây phòng rửa ảnh bên đây. Sao thằng nhóc này con trong này vậy? Đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đem vô đây, sau đó mình sẽ phòng không đủ tối, đóng phòng cửa, không đóng đủ cửa, tối đóng hả? Cửa, đóng cửa. Phải đóng cửa lại đúng không? Rồi. À rồi ok. Đấy. Wow. Ây da. Coi bộ phần này hơi bị hấp dẫn nha. Ok. Rồi. Lấy ra. Sau đó là mình sẽ bỏ nó vô đây. Đúng rồi, để chiếu lên. Nó sẽ cho mình xem cái gì đây? Ui 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 ui. Đúng không? Ui sao mặt người tuyết ác vậy? Mặt con người tuyết nhìn đúng ác luôn á. Rồi. Rồi ok. Kiểm tra. Ủa? Ui. Ủa? Sao giờ mình dịch chuyển về nhà rồi? Ủa? Ủa giờ mình ăn tối cùng với con wow. Em bé hả? Nhìn cái bàn đồ ăn hấp dẫn ơi, sao không có xúc xích nè. Không, cái này là cà rốt bà nội. Cà rốt, cà rốt. Tưởng xúc xích chứ, trời ơi, Sam là Sam rất là thích món xúc xích chiên nha. Đấy. Lấy bình rỗng lại. Ê. Sam ơi, Sam nhớ con này không? Trời ơi, buồn quá. Robot. Robot. Trời ơi. Robot chết rồi. Oh my god. Oh my god. Có bạn nào đã xem ở trong những tập trước ấy, thì tôi nghĩ rằng các bạn cũng biết cái con robot này đúng không? Thời bạn robot của tôi. Cái con robot này đúng buồn luôn á, coi đúng buồn luôn. Bạn nào chưa coi mấy tập trước bạn hãy nhớ coi nha. Ok. Mình sẽ ngồi xuống đây nè. Rồi mình sẽ ăn đồ ăn chung với nó. Thì ghê quá. Tôi không biết tí nữa sẽ có chuyện gì xảy ra ở đây. Hãy cho em bé ăn, lấy bình rỗng mà. Cho em bé ăn hả? Cho ăn sao? Rồi. Cho em bé ăn đúng không? Cho em bé ăn. Bây giờ là mình sẽ lấy cái gì bây giờ? Lấy cái bình. À cái bình của em bé. Sau đó là mình bỏ tương ớt cho em bé uống. Cái gì vậy? Ủa không phải à? Lao vậy trời ơi. Tìm sữa ở trong nhà bếp. À rồi ok, tìm sữa trong nhà bếp. Đi vô nhà bếp tìm sữa. Đây. Đây là nhà bếp của chúng ta. Đây có cái bình đây. Cái này sữa đúng không? Ừ. Rồi ok, được bình sữa. Đem vô cho em bé uống. Uống đi mày. Rồi ok. Thay rồi. Đồ cho em bé. Ok. Sao nhớ nó cứ vậy ta? Sao bây giờ phải đưa em bé đi thay đồ, ta chưa kịp ăn gì mà phải đưa đi thay tả rồi nè. Thì nhóc này là cứ cho ăn là nó đi tè vậy đó. Kỳ lắm. Chỗ thay tả chỗ nào ta? À đây bên này đây. Chỗ thay tả cho em bé. Để em bé xuống đây. Rồi ok. Kiếm cái tả. Nhà mới khó nhớ quá. Giờ kiếm cái tả ở đâu? Tìm trang phục Noel ở tầng trên. Bây giờ phải tìm trang phục cho nó mặc. À tìm trang phục Noel là cái nón này hả? Đúng rồi. Ok. Ở tầng trên. Tầng trên bên này đúng không? Vô cái hầm thấy đúng không? Ui, hình như tôi thấy con người tuyết. Nãy thấy người tuyết đúng không? Tôi mới thấy người tuyết rồi phải. Hù giật mình ba. Sao? Phải không? Đem cái nón xuống. Rồi đó, đây. Noel đồ đó. Giờ là đội lên cho em bé. Trời ơi, quá đẹp luôn. Ok, hãy chuẩn bị bữa tối cho Noel. Lấy gà tây ở trong ngăn đông. Rồi. Gà tây trong ngăn đông. Ok, là mình vô trong nhà bếp mình lấy con gà tây đúng không? Đúng rồi, sau lưng. Gà tây trong ngăn đông. À đây, tủ lạnh đây. Rồi, gà. Ủa, con gà đâu? À đây. Trời ơi, con gà bự vậy. Giờ là bỏ con gà trong lò nướng. Ok, bỏ vô. Sau đó là đóng lò lại. Ủa sao ở đây vậy? Nhanh vậy? Sao mới đó đây rồi? Có ai đó đang gõ cửa, hãy ra mở cửa. À ok, ra mở cửa. Ai mà gõ cửa giờ này ta? Không biết nữa. Ủa sao em bé nãy nó ngồi trong bếp giờ ngồi ngoài đây nữa rồi? Không chuyện đó, nhiều chuyện quá. Nhiều chuyện thật sự luôn á. Đây mở cửa nè. Nó quay lại nè. Ủa? Nó đưa cho mình những cái món quà. Hãy để quà ở bên dưới cái thông Noel. Bạn mình còn sống. Hóa ra là bạn mình còn sống. Trời ơi, tưởng bạn mình là đăng xuất rồi chứ. Trời ơi trời. Ê, tự nhiên vui quá ta. Tự nhiên thấy vui quá. Tự nhiên con robot này nó còn sống thấy vui ta. Trời ơi. Ok, rồi mình sẽ đem quà nè. Sau đó mình để quà xuống cái thông Noel. Rồi ok, xong. Ui, cái gì vậy? Tiếng gì vậy? Ui, cháy. Trời ơi, cháy rồi. Lửa nóng quá. Xịt. Từ. Bình cứu hỏa. Xịt.
Đó. Xin vô. Ok. Rồi, con gà đâu? Gà mất tiêu. Ủa, con gà đâu mất tiêu vậy? Ủa? Cái gì dưới vậy? Ui, mình chui vô cái lò nướng luôn. Trời ơi, lỡ nó đóng lại cái nó nướng mình luôn sao vậy? Không biết. Từ, bây giờ mình phải bò qua nè. Ê, sao nó sâu quá vậy? Ôi trời. Chuyện gì xảy ra đây? Có nhiều chuyện xảy ra. Ui. Em bé trong lò nướng. Thật là độc lạ. Thật là độc lạ Bình Dương. Ui. What the hell man? Cái gì vậy? Cái chuyện gì mà xảy ra vậy? Ui, cái gì vậy? Trời ơi. Tôi bắn con gà. Con gà nó văng ra ngoài. Wow, thơm quá. Trời ơi, thấy không? Đây là cách nấu ăn đó các bạn. Bỏ con gà trong lò nướng xong tí nữa con gà sẽ bắn ra ngoài, các bạn hiểu không? Nấu ăn dễ mà, thấy chưa? Dễ quá. Rồi, bây giờ là mình sẽ cầm con gà như là đem vô trong bàn. À ok. Rồi, để đặt gà vậy. Để gà ở đây. À, vậy được quá. Nó ngồi nó ăn chung với mình luôn nè. Ok, ngồi xuống. Ê da, tôi thấy phiên bản này có vẻ cute hơn. Hết cute rồi. Ủa, hết cute đó. Bạn hãy ăn tối đi. Ủa sao đứng giết mặt mình sao mình ăn? Ủa sao mình ăn tối mà nhìn mặt nó giận quá vậy? Ủa cái này đồ ăn của nó hay gì nó giận dữ vậy? Ông ăn đồ ăn của nó hay gì vậy? Rồi ăn nè, húp nè. Ui! Nguyên con mắt. Trời ơi, nó ác vậy, cái gì vậy? Hả? Cái món gì đây? Đây là gấu bông đó ông, gấu bông. Cái này là món gọi là mèo xuyên bẩn nè. Cái món này là mèo xuyên que nè. Cái món này là món thỏ. Thỏ gì đây? Đầu thỏ nè. Còn cái món này là món nguyên có con cừu luôn hả? Con cừu đó, con cừu có bông hay sao á? Cái gì vậy? Còn ăn nữa. Ui, ăn luôn à? Ăn có bông hả? Cái này là đồ chơi hay thật vậy? Đồ chơi nó bé xíu gì đó. Tiếp tục ăn đi hả? À dạ. Thôi, mình bị ép hay sao vậy? Mấy món này nhìn có vẻ không được ngon lắm mấy ni. À cái này bằng đồ chơi. Thì đồ chơi mà, tôi nói rồi. Ui, nó nhảy tưng tưng luôn à. Rồi, nó tức rồi. Nó tức rồi, nó tức rồi, tức rồi. Mình phải ăn được. Nó tức rồi, lẹ bây giờ mình phải ăn hả? Rồi. Ui. Con mèo. Ủa, chuyện gì xảy ra vậy? Rồi, bây giờ hãy kết thúc bữa ăn của bạn bằng cách uống sữa. Trời ơi. À, ủa là mình cầm bình sữa mình uống rồi. Cái gì vậy? No. Ê, sao con robot nó bị gì nữa kìa? Ê đừng nói nãy là không phải sinh vật đúng không? Đừng có nói từ nãy giờ mình đang nằm mơ nha. Ồ. Tại vì có robot mình bị mất lâu rồi. Ơi hình như là đang nằm mơ. Phải không? Rồi bây giờ nó đòi đọc chuyện cho mình nghe luôn kìa. Cái gì vậy trời ơi, ghê vậy trời. Ok, sau khi ăn uống no say, sau khi mà tôi bị ngất xỉu thì bây giờ tôi được đưa đến cái chỗ toàn là người tuyết. Ui. Xung quanh quá trời người tuyết và nó để cho mình mấy cái hộp quà này. Hãy đi săn quà, quay trở lại phòng ăn hả? Quay trở lại phòng ăn. Ủa? Ê, hình như mình quay lưng đi là mấy con người tuyết nó dịch chuyển theo mình nè. Phải không vậy? Không. Hình như là vậy á, hồi nãy nó mới dịch chuyển. Đó, thấy không? Tôi có nói sai đâu, thấy không? Tôi có nói sai đâu, nó dịch chuyển theo mình nè. Nó dịch chuyển theo mình, Sam ơi. Gì ơi, giờ sao? Vào phòng ăn. Vậy là mình phải liên tục nhìn nó, mình không được quay lưng lại, hiểu không? Đúng mình rồi. Quay lưng lại là xong luôn á. Ủa, quà đó hết trơn rồi. Hãy tìm những hộp quà còn thiếu. Ôi trời ơi, mấy hộp quà biến mất hết trơn rồi. Trời ơi, ai lấy vậy? Ôi trời ơi, đừng có nói tí nữa, mấy con người tuyết đã đuổi tôi nha mấy ba. Ủa kìa. Ui, ghê quá, tắt đi. ghê quá. Đây, hộp quà đầu tiên. Nhạc. Ui, cái gì đây? Bé muốn quà, ok, dâng quà cho em bé. Ok. À, hộp quà thứ hai nằm ở ngoài đây. Nè, mấy con người tuyết đừng có nhào ra hù tôi nha. Ê, hình như mấy con người tuyết nó nhìn theo mình sao ơi. Ờ. Ê, cái gì? Đừng có nhào vô hù tôi nha mấy má. Ok. Đừng hù tôi nha mấy má. Sợ quá. Đừng ai hù tôi nha, đừng ai hù tôi nha. Sao còn một con người tuyết đứng đây thôi vậy? Rồi nó biến mất luôn rồi. Trời ơi. Okay. Ok, đưa em bé quà nè. Chuyện gì nữa đây, chuyện gì nữa đây? Con quay hồi chuyển. Ok. Con quay hỏi chuyện chứ con quay hồi chuyển là... Ui. Cái gì mà nói? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi. Ta chơi game kinh dị. Người ta đang chơi game kinh dị đi nhào vô hù người ta ấy mà. Ác thật sự. Ôi có gì ăn thì đã. Ôi mua đồ ăn luôn á ta, ngon quá ta. Ai à, cảm ơn nha. Cảm ơn.
Trời ơi, đang gọi là chơi game, tiện có người vô tặng đồ ăn mini. Ngon quá à. Hợp lý. Trời ơi, ngon quá à. Thôi, tiếp. Bỏ qua chuyện ăn uống đi, mình tiếp tục nè. Ok. Mở cửa này ra. Rung quá. Bây giờ mình phải đi kiếm thêm mấy cái hộp quà còn lại đúng không? Trời ơi, con bé này nó ham dễ sợ luôn á. Đây, hộp quà tiếp theo đây. Ui dạ. Ui. Sao hình ảnh bị nhòe vậy? Bị nhức đầu. Mình quăng xuống dưới được không? À, mình quăng xuống dưới được. Ok, quăng dưới luôn đi. Mình lại gần đây là mình sẽ bị nhức đầu. Đúng rồi. Chỗ này nó có một cái công tắc. Gạt công tắc xuống để mở cái gì ta? Cửa này bị khóa rồi, không mở được. Nhặt lấy tu vít. À, hình như là mình phải sửa. Hình như là mình phải sửa lại cái cần gạt này hay gì nè. Nó thiếu đồ quá trời luôn kìa. Gạt cái cần gạt bên này, sau đó là gạt thêm cái cần gạt bên này nữa. Được chưa? Ủa, chưa được. Hình như là chỗ này cần thêm một cái cần gạt chỗ này nữa nè. Đúng rồi. Mà nó bị xúc ra rồi nè. Ok. Có mấy ông à, bây giờ mình sẽ nhặt mấy con ốc mình để đây để tí nữa mình sửa. Đây. Nhặt con ốc để đây. Nhặt con ốc để vô đây. Ok. Là mình phải sửa cần gạt đúng không? Lấy cuộn dây thép nè, để vô đây. Lấy cờ lê để đây. Ôi, không hiểu gì hết trơn. Nhặt quyển sách. Có cái gì không nhét vô vậy? Trời ơi, cái gì vậy trời. Tôi đang đi xuống dưới để tôi tìm mấy con ốc. Trời ơi là trời, giật hết cả mình. Oh my god. Mày phục cơm. Phục cơm đó luôn hả? Còn hai con ốc nữa. Ê, con robot nè. Con robot đang sợ hãi. Hình như đang sợ cái gì đó. Ok. Đây, thêm một hộp quà nữa nè. Đó, thêm một hộp quà nữa nè. Rồi, ok. Vẫn muốn có quà. Vẫn còn một hộp quà cuối cùng nữa. Là ở bên phòng bên này. Đâu, quà đâu? Quà đâu? Đừng có con gì nhào ra hù tôi lúc này nha mấy má. Chết luôn á. Leo lên trên coi thử coi. Ồ, có căn phòng kìa. Còn một hộp quà nữa. Đang ở đâu ta? Ê, con mèo nè. Con mèo đen nè. Ui. Hình như chỗ này không phải. Leo xuống dưới coi. Ê à, còn một hộp quà nữa, nó nằm ở đâu ta? Ê, tôi nghĩ là quanh đây thôi, tại cửa này nó mở. À, đây, còn hộp quà cuối cùng đây. Ui, ui, cái gì vậy? Ui, ui, cái đầu người tuyết. Ui. Nó kìa. Sao con người tuyết từ nãy giờ đi theo mình hoài vậy? Sợ thế. Nó theo dõi mình á, thấy ghê quá à. Ok, bây giờ là tôi sẽ đem hộp quà cuối cùng đến cho em bé. Rồi, sau đó sẽ có chuyện gì đó xảy ra tiếp này nha. Chuyện gì nữa đây? Mở quà hả? À, ok, giờ là đến nhiệm vụ là mở quà. Ui, một cây súng. Ua. Bắn robot được. Bắn được. Tội quá vậy, trời ơi. Mày, à, không, robot dễ thương, không nên bắn robot. Phải bắn cái này nè, bắn này. Thì ghét. Baby in yellow. Này thì baby in yellow. Baby. Rồi, hộp quà tiếp theo nè. Ồ, cái túi. Cái ngồi xịt hơi nè, xịt là pẹt. Cái túi này hình như là mình ngồi lên là nó phát cái tiếng rắm đúng không? Đúng rồi, pẹt. À, ok. Quà tiếp theo là cái gì đây? Ôi, xoay. Con quay. Đồ chơi hôm nay chơi được luôn nha. Chơi vui quá vậy. Xịn. Tiếp theo nè. Cái búa. Đập. Baby in yellow. Sao mình anh bóc quà đó, sao mình hành nó dữ vậy? Nhiệm vụ tiếp theo là hãy để em bé lên giường ngủ. À, ok rồi, thôi đi ngủ em nha. Từ nãy giờ chơi quậy đủ ha. Rồi. Không chơi vui ha. Từ nãy giờ chơi đủ rồi, giờ đi ngủ em nha. Lên giường ngủ nè. Rồi, ok, hãy cho em bé một món quà cuối cùng của em bé. Ồ, đây. Món quà cuối cùng. Ủa, con quà của robot là sao không tặng mình mà tặng em bé ta? Nhưng mà món quà cuối cùng này sao mở được? À khoan, hình như hộp quà này là hộp quà của con robot bên dưới. Đúng không? Ơi. Sao mấy con người tuyết đến đây nhiều quá vậy? Ủa? Ủa robot. Sao con robot nằm đây luôn rồi? Ủa rồi hộp quà biến mất luôn rồi. Như hồi chuyện là tưởng tượng của mình hay sao, tại robot. Robot vẫn chưa sống. Robot ơi. Đó, kìa kìa thấy không? À. Mình từ tưởng tượng. Vậy là từ nãy giờ. Vậy là từ nãy giờ là ảo giác. Ui. Ôi, nó tát rồi. Thôi xong tôi rồi. Lại là con mắt đó, nó lại xuất hiện thêm lần nữa. Ê, nãy giờ chuyện gì xảy ra trời? Khó quá. Vậy từ nãy giờ là ảo giác hả? Ủa, cái đoạn này đồng cuối nè, đồng út lên nè. Sao bạn lại mang hắn tới đây? Đúng rồi. Mang hắn nào?
Ui, sức mạnh này ghê vậy. Không phải lần này. Ồ, chuyện gì ta, chuyện gì ta? Trời ơi, hấp dẫn quá vậy. Wow. Ồ, kỳ nghỉ vui vẻ, nội dung theo mùa đã được cập nhật cho tất cả các chương. Đứa bé áo vàng sẽ quay trở lại trong phân cảnh giận dữ cuối cùng. Hãy theo dõi các trang mạng xã hội của chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. À, wow. Hay. Ây da, anh em ơi, phải nói rằng là cái chương gọi là Noel này phải nói là cực kỳ hay luôn. Tôi chơi, tôi thấy cuốn thực sự luôn á. Hy vọng rằng là Baby in Yellow sẽ có thêm những cái phần mới nữa và chúng ta sẽ chơi thử những phần mới nha. Chứ cái phần này tôi thấy là hơi bị hay luôn á. Tôi hy vọng là em bé robot của tôi sẽ được hồi sinh. Tôi thấy em bé robot từ nãy giờ sống lại xong chết đi mấy lần luôn thời. Đúng buồn. Thật ra là do mình tưởng tượng á, phải không? Cho em bé mình mất rồi. Ây da, thôi được rồi, ok. Còn bây giờ thì tôi nghĩ rằng video nữa này cũng đã rất là dài rồi, cho mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như bạn nào thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của Sammy đăng ký họ cho Sammy nữa nha các bạn nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Tạm biệt. Bye.